hôm nay em có mặt là ở dòng sông nhà chị Hôm với xà lan với đò thôi. Các bạn cùng xem với em. Đây là một chiếc xà lan đang chạy trên bến xe chạy ngang sông nhà chị Hôm các bạn. Chiếc xà lan này của Bạc Liêu các bạn, lâu lắm mới thấy một chiếc Bạc Liêu đi ngang sông Nhật Diện Hôn các bạn. Đây có một chiếc ghe chở đá các bạn ở dưới chạy dưới sông Cầu Gài để ngang sông Rạch Chị Hôn giờ về Bến Tre các bạn. Dòng sông miền Tây của em có những hàng bằng ven sông rất là đẹp nha các bạn. Và bầu trời hôm nay rất là trong xanh luôn các bạn. Thank you.
chị hôm đưa qua bên bản là quốc lộ 50 về các xã các bạn về Mỹ Tho. Có một chiếc cần cẩu cẩu cất làm nhà. Có một chiếc xà lan chạy rất là lẹ luôn các bạn, chạy vượt xà lan nhỏ bên kia luôn. Xà lan này của Tiền Giang các bạn. Và đò bên lộ có lộ nuôi và đưa khách về xã Sơn Đông các bạn. À, đây có một chiếc xà lan chở thùng hàng container chạy ngang dọc biển hôm rất là lớn các bạn. À, bây giờ xe tôi ta đi qua đây là đi chùa Liên Hoa mẹ Nam Hải lớn nhất Tiền Giang các bạn. Đò qua dòng biển hôm này. Đò này đưa khách đi viếng mẹ rất là đông luôn các bạn. Những ngày rằm 30 rồi đi viếng mẹ rất là nhiều luôn. Video của em cũng đến đây kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của em.